tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh báo động 1 trên sông Hồng tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Thường Tín, Phú Xuyên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cũng lệnh báo động 3 trên sông Cà Lồ hồi 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, các đơn vị ở địa phương trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa có lệnh báo động cấp độ 3 trên sông Nhuệ tại địa phận các xã ven đê thuộc các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 3. Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng, phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý hơn 70 tuyến phố ở Hà Nội có khả năng ngập sâu hơn, với độ sâu 25-30cm trong 3-6 giờ tới, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1. Các tuyến phố có nguy cơ ngập gồm quận Tây Hồ, Thụy Khuê, quận Ba Đình, Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ, Phúc Xá, quận Hoàn Kiếm, Phùng Hưng, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, phố Đinh Liệt, phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch, Tông Đản, ngã tư Quang Trung, Trần Quốc Toàn, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, ngã ba Đường Thành, Hàng Nón, quận Đống Đa, Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Kim Liên, quận Thanh Xuân, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, đường Tố Hữu, đoạn từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn. Quận Hai Bà Trưng, Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thanh Nhàn, YS Xanh. Quận Cầu Giấy, ngã tư Dương Đình Nghệ, Nam Trung Yên, phía sau tòa nhà Cang Nam, Hoàng Quốc Việt, gần Đại học Điện lực, Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình, phố Hoa Bằng, Dương Quảng Hàm. Quận Hoàng Mai, Thịnh Liệt, đường Đền Lừ, đường Hoàng Mai, phố Vĩnh Hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định Công. Quận Nam Từ Liêm, phố Đỗ Đức Dục, phố Phùng Khoang, hầm chui dân sinh đại lộ Thăng Long. Quận Hà Đông, phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa. Cảnh báo ngập lụt cũng sẽ diễn ra tại các huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Mưa tiếp diễn cùng với việc các hồ chứa thủy điện tăng cường xả lũ, khiến mực nước trên các sông thuộc địa bàn Hà Nội lên nhanh, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê. Tại rốn lũ huyện Chương Mỹ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến mực nước sông Bùi lên cao vượt mức báo động. Bên cạnh việc khiến nhiều hộ dân bị ngập, nước sông dâng cao còn gây sạt lở 5 mét tuyến đê Bùi 2. Trong khi đó, tại huyện Ba Vì, do hồ chứa xả lũ, mực nước sông Hồng lên cao đã gây sạt lở 10 mét mái đê Hữu Hồng. Hiện tượng sụt lún cơ kè tại đê Hữu Hồng thuộc địa phận xã Cổ Đô cũng xuất hiện và có nguy cơ lan rộng. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay, Hồ Thủy điện Hòa Bình đang duy trì mở 2 cửa xả đáy, Hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt. Đặc biệt, Hồ Tuyên Quang đã mở toàn bộ 8/8 cửa xả đáy. Điều này khiến mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh. Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ Đinh Hữu Dương nhận định, mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy sẽ tiếp tục lên trong hôm nay, ngày 10 tháng 9. Đỉnh lũ trên sông Đà ở mức dưới báo động 1, sông Hồng, sông Đuống ở mức báo động 1, sông Đáy ở mức báo động 2.
lũ trên các sông lên cao gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, các bãi nổi, uy hiếp các tuyến đê thuộc quận, huyện Long Biên, Gia Lâm, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn. Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, những ngày qua, văn phòng thường trực vẫn theo dõi sát diễn biến các hồ chứa thủy điện xả lũ và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Đào Quang Khải thông tin thêm, văn phòng thường trực đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức ra soát, quản lý chặt chẽ hoạt động ven sông, thực hiện nghiêm công tác cấp phép thi công các công trình liên quan đến đê điều, thủy lợi theo quy định. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Quyến, hiện Sở đang tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm công văn số 890/DD-QLDD của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ứng phó với mưa lũ do bão số 3 để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Trọng tâm là theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều để có báo cáo cấp có thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, ra soát và triển khai trên thực tế phương án bảo đảm các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của luật đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thông tư số 1/TT-BNN, đồng thời chuẩn bị sẵn các lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, nhiều con sông chảy qua thủ đô ghi nhận mực nước dâng cao, lũ đã đến mức báo động 3. Cụ thể, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt hồi 17 giờ ngày 9 tháng 9 đạt mức 7m, mực nước báo động 3 là 7m. Đến 22 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Cầu, Sóc Sơn cũng đã lên trên mức báo động 3 là 8,02m. Tính đến sáng ngày 10 tháng 9, mực nước lũ đã tràn đê Bùi 2 và đê Hữu Bùi, huyện Chương Mỹ tại vị trí có cao trình thấp khoảng từ 10 đến 40cm. Các khu dân cư trong vùng đê bao bảo vệ bị ngập úng khi nước tràn qua đê và dâng cao như xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ. Các khu dân cư bãi dọc sông Bùi bị ngập khi nước đang dâng cao. Tại huyện Quốc Oai, tổng số xã bị ảnh hưởng do mưa lũ ngập úng lên đến 5 xã: Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đồng Yên. Riêng xã Cấn Hữu, do nước dâng xóm ngoài đê và xóm Minh Khai, thôn Đĩnh Tú có 29 hộ và xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ có 24 hộ, khoảng 230 nhân khẩu. Nước đã ngập đến cống và sân. Có 6 hộ dân của xóm Minh Khai, nước ngập vào tầng hầm và đã di chuyển lên tầng 2. Huyện Thạch Thất cũng ghi nhận trên địa bàn xã Cần Kiệm, sông Tích dâng làm 72 hộ với 90 nhân khẩu khu vực ngoài đê. Trong đó 9 hộ bị ngập đến nền nhà, 18 hộ ngập đến sân. Xã Lại Thượng có 17 hộ với 67 nhân khẩu, trong đó xóm Đò, xóm Bến bị ngập đường giao thông trong xóm ngõ. Các hộ dân đã chủ động kê kích tài sản, đồ đạc và khắc phục sinh hoạt. Hiện tại chưa có hộ dân nào phải di rời. Ở khu vực nội đô, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã di rời 30 hộ, 40 người tại khu nhà trọ vùng trũng gần cầu Long Biên về nhà văn hóa phường Phúc Xá. Hiện nay quận đang tiếp tục vận động các hộ còn lại sơ tán đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp về tình hình mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lệnh Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức và Sóc Sơn sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân, không để người dân đến những nơi, khu vực bị ngập có nguy cơ sạt lở, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân ở những khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm như khu vực bãi giữa sông Hồng trên các địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên. Chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn, đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân. Hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình, thao tác khi có lệnh sơ tán. Kiên quyết triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân. Phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, hộ gia đình cần sơ tán, đảm bảo không bỏ sót người dân. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên sông, ven sông và các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình, rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp nơi bãi sông, chủ động thu hoạch hoa màu ở những vùng bãi thấp trũng có nguy cơ bị ngập lũ. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đò ngang, đò dọc, các phương tiện nổi trên sông để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện. Cần thiết thì tạm dừng các hoạt động để đảm bảo an toàn.
có phương án bảo vệ tài sản, kho tàng, hàng hóa của nhà nước và nhân dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng của lũ, di chuyển chất dễ cháy, nổ, hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông, đảm bảo an toàn về điện, tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố ngay từ đầu giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ, theo đúng quy định của luật đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án hiệp đồng với các lực lượng chức năng của thành phố để triển khai các biện pháp phòng chống lũ và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, hỗ trợ công tác di rời, cứu hộ, cứu nạn người dân tại các khu vực nguy hiểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và tài sản, hướng dẫn điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát sẵn sàng triển khai các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, cầu qua sông, kịp thời xử lý sự cố, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn, kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền và hoạt động tại các bến cảng, khu neo đậu để đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cần rà soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án cắt điện khẩn cấp khi cần để đảm bảo an toàn cho người dân, sau đó khôi phục trong thời gian nhanh nhất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để khắc phục sự cố do điện mưa lũ gây ra, trong đó ưu tiên không để ảnh hưởng đến các trạm bơm tiêu thoát. Tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công điện này và công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những vấn đề đột xuất phát sinh vượt thẩm quyền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía khu vực Bắc Ninh, Hưng Yên có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía thành phố Hà Nội. Ngoài ra, vùng mây đối lưu từ phía huyện Thạch Thất, Quốc Oai có xu hướng di chuyển về phía thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong khoảng 20 phút đến 3 giờ tính từ thời điểm thông báo, những ổ mây đối lưu này trước tiên gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Gia Lâm, quận Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, huyện Hoài Đức, Thanh Oai, quận Hà Đông. Sau đó tiếp tục mở rộng lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong diễn biến liên quan, trước diễn biến mưa kéo dài, mực nước sông tiếp tục lên nhanh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có công văn đề nghị các quận, huyện, thị xã triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, sẵn sàng sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp. Số liệu quan trắc cho thấy tính đến khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9, mực nước sông Hồng, sông Thao tại trạm Bảo Hà, Lào Cai đang vượt trên báo động 3. Mực nước sông Lô đang tiếp tục lên nhanh do hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tăng cao do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 hiện đang mở 2 cửa xả đáy. Vì vậy, mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống sẽ lên nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn do chịu ảnh hưởng của lũ trên các sông và điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Để đảm bảo an toàn đê điều, chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều. Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với địa bàn, tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông, không để người dân đến những khu vực bị ngập có nguy cơ sạt lở. Sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân ở những khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm như khu vực bãi giữa sông Hồng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó những tình huống có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo đúng quy định của luật đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo thông tư số 01/2009. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.